Ở dưới bè có tiếc không? Không có ai à. Dạ. Vậy cái Beo đi tới Sù ơi, lung tung quá Sù ơi. Đã tao phốt chà. Đã lưa phốt chà. Sù thấy bà ngồi lên Sù mừng ghê. Sù đừng thèm mừng bà đó, bà đang ngồi mà mi nè. Thấy kìa. Bà ngoại nè. Ngồi bà ngoại kìa. Hello, xin chào bạn gia đình. Bây giờ là mình chiên bánh xèo. Bánh xèo thì bột đâu mình pha sẵn hết rồi. Bây giờ mình sẽ chiên cho mẹ. Thì xả đồ ăn xong đi làm luôn. Bánh xèo có tôm, có thịt. Bữa nay mình đổ bánh xèo miền Tây. Miền Tây hả? Dạ, bánh xèo miền Tây có nước cốt dừa. À. Không có đổ... bánh xèo miền Trung thì không có nước cốt dừa anh đó không? À. Anh đổ bánh xèo miền Tây tại vì mẹ với má hai đều cũng thích ăn nước dừa. À. Đó. Mà mình đổ tôm nhỏ. Ừ. Tôm nhỏ nó ngon. Hey, bánh xèo miền Tây. Đó. Tây Trung chỉ có khác cái là không có nước cốt dừa thôi. À. Ngoài thì mình pha gạo thôi còn nhưng đây... được cũng giống nhau. Dạ, nhưng, được nhưng mà ngoài miền Trung á thì có mực nữa. À đúng rồi. Nhớ không? Có mực, ai bỏ mực đồ vô. Còn đây là mình chỉ tôm với ba rọi thôi. Ba rọi thì em xào sơ sơ. Để nấu bằng ngoài sâu kìa. Có tiền thờ không? Cũng như là củ khoai lang vậy á. Mỗi lần ta coi video ta nói trời ơi bả làm cái gì bả là củ khoai lang này có bốn cây đũa gắm vô khổ. Bốn cây đũa gắm vô ngắm cà rốt theo ngoại đó là đồ chơi mới đó. Chơi mới thấy rồi bữa mua cho ma chị đồ đó cái mua cho chị thấy rồi bữa tôi có thấy rồi. Chưa chịu im nữa tôi có thấy rồi bà ngoại thấy rồi Sư ơi. Thương Sư cơ chú em dễ thương lắm á thật ý có đồ chơi mới xong mới thấy bà ngoại lên nghe khoe bà ngoại Sư ơi. Sư ghê đúng không Sư? Đúng không Sư ghê? Bánh xèo hấp dẫn em ha. Lâu lắm ăn là bánh xèo ha. Sống dê vô bàn được chưa? Vô bàn được rồi, vô bàn. Bánh xèo hấp dẫn không? Xèo miền Tây của năm nay. Mẹ nó ngon lắm, béo lắm. Hôm nay mẹ lên chơi với dì hai đó để vài ngày để cho chị em vui vẻ rồi dì hai cũng gần về Pháp vậy hay không? Dạ. Rồi mẹ cứ tự nhiên đi mẹ. Dạ. Tự nhiên ăn đi. Tự nhiên chứ. Dạ. Bánh xèo mà. Bánh xèo thích lắm. Bánh xèo mà. Cô Năm mà. Bánh xèo cô Năm. Dạ, cô Năm. Mẹ chưa ăn của mấy cô khác, thành ra mới ăn của cô Năm thôi. Cô Năm chỉ cơ. Cô Năm làm gì cũng ngon hết, khỏi lo, không nhận. À, mẹ của con mẹ thì mẹ khen. Không có đâu, không ngon tôi cũng chê tỉnh bơ. Giống như mấy người nói, chú lúc nào cũng khen cô nấu ngon. Chú, Liên mặn á, mình đứt á. Nó coi cái nó phun nói trời ơi sao vợ chồng tôi thấy thương quá vậy chị hỏi gì vợ nấu nhìn chồng cũng khác không á vui dễ sợ gì
Mà dì hai thấy ngon thiệt không? Ngon chứ. Bởi vậy may có dì hai làm chứng nha. Ngon chứ. Đức Minh Đức. Đúng là bánh xèo của em. Chồng hồi sau em con cũng gái chị á, anh Phượng á, nói với vợ chồng cũng thấy thương quá à. Nó nói cái gì mà chồng nó cũng khen con, nó là cảm ơn em. Thể đẹp như ở đây là thương. Dạ. Rồi em vô bàn luôn đi. Em vô chứ, em lấy cái riêng nữa rồi cái bà vô. Ok. À, mọi người có phần hết, yên trí, yên trí. Dì hai qua đây thấy dì hai ăn được dì hai ha? Tháng đầu ăn được, tháng đầu bỏ bất cỡ. Tháng đầu mắc cỡ. Chứ uống 3 cái mật gì của chị Năm nè. Đúng rồi đó, nó thấm á. Hay bị quân đó, lấy cái mặt ốc đen về 2-3 hũ luôn. Cái đó nó chị xỉn nữa đó bác. Con mới biết á. Không có chừng á. Nó mới khỏe á. Cái này mình cuốn rau chứ không cuốn bánh tráng nè ha. Cuốn rau. Anh thích cuốn bánh tráng nè. Thôi anh cuốn rau được rồi. Rau ăn đi chứ. Thích mắm ngon má. Xin mời đại gia đình. Rồi. Thấy mẹ ăn với má ăn mà con đẫm chảy nước miếng. Hello, xin chào đại gia đình. Hi. À, mời đại gia đình cùng ăn bánh xèo với gia đình mình luôn. Vui lắm, mình nói là mình sẽ nấu bún bò Huế cho mẹ ăn à. Nhưng mà tới giờ chót cái mình thay đổi ý kiến. Cái sáng mẹ gọi cái mình nói chừng nào mẹ cần tới khoảng 10 phút nữa tới nói con biết để đổ trước ít mình hỏi thấy, ủa không thấy bún bò Huế không mình xem. Giờ chót thay đổi cũng được, cũng ngon. Yeah. Con biết mẹ không thích bánh xèo mà. Nhưng mà mẹ nhớ hả, mùa đông rồi không có đổ bánh xèo đâu. Trong nhà con có đổ đâu. Bánh xèo của miền Tây là con có bỏ chút nước dừa em. Bỏ nước dừa. Miền Tây ăn nước dừa, miền Trung không có ăn nước dừa. Dạ, gạo không à. Gạo không có, có khi người ta bỏ bột nghệ, có khi không có bỏ. Bánh trắng. Dạ. Một cái bánh nhỏ xíu à. Đồ bánh cũng lớn chứ. Bánh lớn mắt. Bánh nhỏ là bánh căn. Bằng bột gạo. Nhỏ là bánh khọt á. Không, bánh khọt khác nữa, bánh căn á anh. Cái chút dục như nè. Giống như dĩa nhỏ vậy nè. Bằng bột trắng với hành thôi. Rồi bỏ mực, rồi mấy người mà miền ngoài ngoài biển kéo cá vô á. Có lấy con cá để vô đó, xong đổ bột vô nữa. Mà ăn ngon á, nước mắm không có mình chấm vậy. Mà má đổ vô cái dĩa, đổ nước mắm rồi vô ăn, ngon. Thích từ ngoài em không biết bánh cuốn có thịt ngon quá, mấy chục năm mà mãi vẫn nhớ. Nó mình làm xiên chút cái mình làm ngõ nhà ăn luôn, khỏi phải đi mất công hết trời. Làm mình biến đi. Ở nhà ăn tự nhiên hơn, ăn bánh xèo ở nhà ăn thử. Dạ. Cực má ăn sữa. Có khi con ăn bánh xèo á, con để bánh trong đây, cái con lật ra bỏ hết vô cho ăn nước mắm vô con ăn. Mà ăn thấy ngon. Mà cuốn cuốn như vậy nè, thấy nó không ngon hơn, mà thấy cuốn như vậy thèm.
làm gì cũng thấy cũng cực, nhưng mà vừa thấy Phượng vô bếp thấy gọn gàng vậy không? Làm rất là nhanh gọn lẹ, dù có bên xèo cũng vậy các bạn. Mình chuẩn bị rau cải rồi bột biết mà mình không biết bà xã làm sao mình thấy mình vừa đi tới đi lui là thấy tất cả các thứ thịt thà đồ này kia cái nọ là đã lên vàng hết rồi, không có bị lung tung đâu gì đó. Vậy hai có phụ gì không? Không, hai không có. Dạ. Ưỡn lại chị gọi nó đi phụ ăn. Sáng mẹ dậy sớm hả? Đi sớm, đi ba sớm hả mẹ? Mẹ, 9 giờ nhà đi. Dạ. Cũng hơi bị kẹt xe hôm nay. Xin lỗi má, đang ăn ngon quá, má nghe anh nói, không kịp cảm ơn. Đang nhai rồi. Rau thêm mấy rau thêm. Đây, dạ, cái này xà lách này mềm. Nhà xà lách này mềm ngon. Xà lách này mềm. Xà lách kia nó cứng mà nó không cái nữa không? Nguyên cái hả? Ngon tuyệt vời. Ngon. Tiếng Kiều gì hay? Chưa có. Tiếng Kiều bà xã. Tiếng Kiều ăn dùm. Không có chi nói vậy. Ăn dùm là được. Yeah. Tiếng Kiều ăn dùm. Tiếng làm mà không ai ăn là chết. Mà xỉu quá. Yeah. Còn xà lách kia nó cứng nhưng mà nó ngọt. Ngọt cái dẻo. Dạ, cái xà lách này người Hàn á, người Hàn ta ăn nhiều. Cũng vui. Ha. Rồi lấy nước mắm cùng rồi. Còn mẹ cũng còn anh mình cũng còn. Nếu sao phải mắc lấy nhiều, mắc lấy chút mà không lấy nữa, tính chút một chút rồi đó. Nước chấm cũng ngon nè. Nước chấm cũng ngon. Cái nước chấm là quan trọng ghê. Ăn khô và nước mắm. Dạ, ăn mấy cái này là quan trọng nhất là cái nước mắm. Mắm ngon quá. Không phải nói là chị Phượng làm cái gì cho nhau, vừa ăn vừa miệng. Tiếng Kiều quá khen. Nói thiệt cũng cho vậy hả? Chê thì giận. Chê giận. Chê là cầm nó lắm mà chê. Chê là giận gấp đi. Chê là ngày mai em có ăn luôn. Chú Bình nói đúng quá, má hai gật đầu liền. Chia là ngày mai chuẩn bị mì gói. Tự nhiên mà má hai là bây giờ là giống gì? Tố mình hả? Tại ta liên minh Đức. Thế thương hai vợ chồng nấu à, vợ nấu gì chồng nấu khen. Mà ngon thiệt á ta. Ngon. Bây giờ nào mới mất nó coi rồi cái má về nó phun cho nó rồi. Nha, ngon thiệt, ta không có giỡn. Mình bây giờ đang ngồi ăn uống ngon lành thì với bên phía bên mấy bên chủ Khen á, Việt Nam và Ukraine thường nhiên bây giờ xảy ra cái gì thấy mấy đứa rất nhỏ, mấy người thấy tội nghiệp quá. Quá trời luôn. Bây giờ các cái cơ sở hạ tầng cũng đang bị phá hủy rồi, tất cả các đường xá, cầu cống, sân bay, người dân bây giờ phải là lo chạy đi trốn tránh đạn, cuộc sống chiến tranh nó khổ lắm.
mình đã từng trải qua rồi, mình biết mà, biết ha. Dạ. Đúng không? Đất nước nó ly tan, anh được đây. Dạ. Chiều ăn tiếp. Chiều biết không? Chiều ăn món khác rồi. Chiều món khác, phải không? Dạ, ăn này đây, ăn cho đã thì chiều ăn cái này món khác. Con. Con mà. Trời ơi, đằng kia ngon nữa. Cái mục đích chiến tranh nó xảy ra đó, vì hai biết sao không? Là người Nga đó, họ cũng muốn đó, là cái đất nước của Ukraine đó, gia nhập cho cái khối NATO, chậm lại, không có cho gia nhập vô. Đây là cái đồn bẩy chính trị, mình nói về chính trị thì nó đi càng lúc càng xa dữ lắm. Cho nên cái quan trọng, cái nhìn của mình đó, mình thấy là nó tội với người dân thường. Chiến tranh mà mình đã chứng kiến từ lâu rồi, đất nước Việt Nam mình cũng chiến tranh nhiều quá rồi, giờ nghe tới chiến tranh nghe thấy tội nghiệp. Biết sao hồi đó, hồi mà không biết hồi đó bán bao nhiêu thử, mà cái gì không biết giặt, không hiểu, mà bây giờ cũng không biết bên nào đánh bên nào. Yeah. À, kêu mình giặt bình xuyên gì đó không biết, mà hồi đó mình liền hai còn chút xíu mười mấy, bảy tám chín mười tuổi. Trời ơi. Trốn mà chạy nhập chết luôn á trời. Vì hai không biết thì tụi con chú chăm truyền miên luôn. Không biết mà. Vì hai không biết, mẹ con cũng không biết nữa, chứ đừng nói tới con. Vì ba biết, vì ba có một chút xíu rồi ha. Đó. Vì ba 4 tuổi là 4 năm tuổi rồi. Biết chạy là chạy. Ở chiến tranh là vậy đó. Cứ chạy biết thì thôi. Né đa bom, né đạn. Đầu hầm, hầm nấu. Đi hồi nãy giờ quên lấy giấy. À, quên lấy giấy mẹ. Còn giấy không? Dạ. Dạ có cái này. Không, không còn mẹ. Có nữa. Đứa nào lấy con mẹ con nó có. Nó chạy tới. Nước mắm. Cứ má thấy nước mắm kẹo của con nữa thôi. Sao không? Cứ pha ra là ngon, ngon, làm đủ món á, ngon, dễ. Tại vì nhiều khi á, có nhiều lúc á, con hồi lúc trước á, mà con không có nấu sẵn vậy nè, con pha cũng có lúc ngon, mà có lúc không có ngon. Nó không phải lúc nào cũng chuẩn, đúng không anh? Mà từ ngày nấu mắm sẵn như vậy, lúc nào cũng chuẩn á, lúc nào cũng đúng, ăn cái gì là ra cái đó đi. Hôm nay dì hai thấy mẹ lên dì hai vui như hồi ha. Dì không bằng chị bằng em ha. Dì không bằng chị bằng em, dì không bằng mẹ với con. Đó vậy đó. Bây giờ xong bữa ăn rồi em có em có đi đâu? Em có công chuyện của em. Công đi đâu thì chắc không đi rồi, nó lạnh quá không đi đâu. Lạnh quá. Nha, yeah, nhưng mà em có cái món khác em làm. Em có cái việc khác em làm. Đó, vừa xong cái món ăn này cái là bắt đầu là lo tính tới món ăn khác liền. Đó. Cho cái bữa ăn tới. Cái này mới rồi, ăn thay chiều mẹ lên đi chơi. Với gia đình nó ấm áp hơn, vui vẻ hơn. Rồi nói với chị em lâu lâu có điều kiện như vậy đó. Rồi hai chị em tâm sự với nhau thời gian. Con bà này về bên Pháp rồi, bà này ở đây, hai người cái gọi phôn qua rồi bắt đầu cái bẹo nhẹo nữa ha. Thưa vậy các bạn, hôm nay gia đình Bình Huỳnh cũng có chia sẻ cúng bio ở đây với khi mẹ lên rồi. Bà xã có hứa là làm gì bún bò Huế hả? Nhưng mà thiếu một hai cái gì đó mà mình sẽ đổi ý định. Đúng rồi. Đổi ý định rồi sẽ chuyển qua làm cái bánh xèo liền. Xèo. Công nhận rất là nhanh gọn lẹ nha. Nhờ cái là những cái nguyên liệu em lúc nào cũng có trong nhà. Cho nên mình soạn ra là... Má ai nói kìa, mua là... gì mà mua tùm lum tùm la. Không mua thì đến lúc mà tự nhiên mình muốn đang ngồi đó, mình nói mình đi làm đó, tự gian vô sạn có hết. Nếu không chạy, mỗi lần chạy xuống chợ Việt Nam nó hơi bị xa. Rồi đi, mà nếu mà đi nữa cái về là biết. Mình có cái tật, nói làm là làm liền. Chứ còn mà đi nữa cái về, cái hơi về thôi. Về làm biết. Dạ. Tôi gia đình của Bình Huỳnh cũng xin
tạm biệt video đây rồi. Trước khi xin chào tạm biệt đại gia đình của mình, cho gia đình Bình Huỳnh, đại diện cho gia đình gửi lời cầu chúc đến tất cả đại gia đình của mình trong kênh YouTube một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Xin hẹn gặp lại video kỳ tới.